lên cho nó vang vang, hát nó hay ha. Thu âm trực tiếp luôn người, đàn thông trực tiếp hay lắm, ở ngoài hay hơn nhiều nha. Hỡi người yêu, em nhìn ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tin bên nhau lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cuồn say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhạt tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Việt Sang tiếp tục đập hợp cái đàn Yamaha RX900 lần thứ 42 từ năm đến giờ ha, cho anh Ngạn ở Lâm Đồng và những phụ kiện đi kèm như gồm những phần quà như sau. Thì anh Ngạn có gửi cho Sang là 38.500.000 để lấy thêm cái band 4 chiều này nha mọi người nha. Thì những phụ kiện đi kèm sẽ là bao da 5 lớp, band 4 chiều ha, anh vừa đặt riêng mua riêng nhé. Rồi đây là cái USB và Summer 20 nằm trong cùi USB siêu nhỏ. Micro ha, micro gắn vô hát chơi. Miếng dán phím ha, đây là cho nếu mà không rành thì chúng ta có thể dán vào để biết được nốt Do Re Mi Fa Sol nằm ở đâu. Và bộ giáo trình siêu tốc gồm 7 quyển nha mọi người. Độc quyền ở Bi Sang nhé. Rồi, chân đàn đôi. Giờ Sang sẽ mở cái đàn ra nhé. Quá đã mọi người ơi, đàn mới 100% nha. Mở ra để cài xâm lơ nha mọi người. Có miếng đây là cái adapter ha. Rồi catalog. Xong lấy cái đàn ra nha. Ôi trời ơi đã quá rồi. Cái thứ ba hành kia rồi. Quá đẹp. Cái này là cái thứ ba hành nha mọi người. Thứ ba hành của chúng ta sẽ là 01002, bảo hành 2 năm, dăm 2 tầng quốc, có tên của công an chống hàng giả ha. Wow, đẹp quá, thơm quá. Rồi, bây giờ Sang phải cài đặt xăm lơ. Cài đúng cái bên 4 chiều để gửi đi cho anh Ngạn nha. Và Việt Sang vừa cài đặt xong xăm lơ và 20 và cái bên 4 chiều cho anh Ngạn ha. Và Sang sẽ test thử cái đàn hay không nha mọi người nha. Quá tuyệt vời luôn ha. Rồi, test thử cái band nha. Hoạt động ok luôn. Rồi, bây giờ Sang sẽ chơi một nhạc phẩm đám cưới đi. Bữa giờ là chơi nhạc gì cũng có rồi, nhạc đám cưới chưa có ha. Nhạc phẩm rất là dễ thương của nhạc sĩ Ngọc Sơn mang tên đây. Lời tỏ tình dễ thương 1. Yo. Đám cưới là phải có mấy bài này mới hay nè mọi người. Vô nè. Chỉnh effect lên cho nó vang vang, hát nó hay ha. Thu âm trực tiếp luôn người, đàn thông trực tiếp hay lắm, ở ngoài hay hơn nhiều nha. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thần tin bên nhau lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cuồn say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa cùng nhạt tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em, yêu
một mình em thôi. Eo, oh, eo, trong giây phút em chào. Này, em yêu ơi, có tiền thì có em. À, này em yêu ơi, có tiền thì có em, à, hết tiền thì mất em. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều và Sam phải gói đàn lại và gửi đi Lâm Đồng cho anh Nhãn ha. Em cảm ơn anh Nhãn rất nhiều.